hình ảnh vệ tinh cho thấy tổ hợp sản xuất vũ khí mang tên nhà máy 11 trên 2 là một phần của khu công nghiệp Ryongsung ở Ham Hung, thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên trên bờ biển phía đông đất nước. Senle, một cộng sự tại Trung tâm Nghiên cứu Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân J. Martin, CNS, cho biết đây là nhà máy duy nhất sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn HASOM-11, theo các quan chức Ukraine. Loại tên lửa này mà phương Tây gọi là KN-23 đã được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine. Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước phòng thủ chung tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 và cam kết tăng cường quan hệ quân sự. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Nga và Triều Tiên từng phủ nhận việc vũ khí hay binh sĩ Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do công ty vệ tinh thương mại Planislav chụp hồi đầu tháng 10 cho thấy một tòa nhà lắp ráp đang được xây dựng cùng một khu nhà ở mới, có khả năng dành cho công nhân. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu tại CNS, có vẻ như Bình Nhưỡng cũng đang cải thiện lối vào của một số cơ sở ngầm tại khu phức hợp. Một cần cầu cầu không sử dụng ở phía trước đường hầm, chặn lối ra vào đã được di rời, cho thấy các công nhân Triều Tiên có thể đang tập trung thi công ở khu vực này, Lyle cho biết. Hồi năm 2023, phương tiện truyền thông nhà nước đã công bố những hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang đi bộ qua các tòa nhà mới tại khu phức hợp ở Ham Hung, nơi công nhân đang lắp ráp bộ đuôi và đầu mũi cho thứ có vẻ là KN-23. Các chuyên gia nói với Reuters rằng KN-23 được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2019 và được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách bay theo quỹ đạo thấp. Các nhà nghiên cứu tại SIANA, một công ty vệ tinh của Hàn Quốc sử dụng công nghệ AI để quét hình ảnh, cũng xác nhận việc xây dựng một số công trình mới tại nhà máy 11/2. Xét đến sự hiện diện của các vật liệu xây dựng, xe cộ và toa xe chở hàng mui trần chất đầy vật liệu xây dựng xung quanh công trường, thì việc xây dựng dường như đang tiến triển nhanh chóng, công ty cho biết. Báo cáo tiết lộ cơ sở này được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo, nhưng không đề cập đến KN-23. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới với đầu đạn siêu lớn và tên lửa hành trình cải tiến, trong lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường. Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm này liên quan đến tên lửa đạn đạo chiến thuật mới HASOM-11DA-4.5, đồng thời cho biết đây là một phần trong loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bình Nhưỡng đang phát triển. Cũng theo KCNA, tên lửa này được gắn đầu đạn thông thường siêu lớn nặng 4,5 tấn. Quân đội Hàn Quốc cho biết hai tên lửa đạn đạo đã rơi xuống một khu vực miền núi ở phía đông bắc Triều Tiên. Hồi tháng 7, truyền thông Triều Tiên cũng đã đưa tin về việc sử dụng tên lửa HASOM-11DA-4.5. Theo hãng tin Reuters, nhiều quan chức Kiev và các chuyên gia độc lập cho biết có dấu hiệu cho thấy một số tên lửa mà Nga sử dụng trong cuộc chiến Ukraine là do Triều Tiên sản xuất, bao gồm một số được sản xuất trong năm nay. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận các hoạt động buôn bán vũ khí giữa hai bên. Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov bình luận, đội đặc nhiệm Akhmat của Chechnya dưới sự chỉ huy của người có biệt danh Hokhon đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Những người lính Akhmat này đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với các thành phần dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Họ đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thành công ở những khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến, ông Kadyrov viết trên kênh Telegram của mình. Ông Kadyrov cho biết rằng Hokhon đã quyết định gia nhập chiến trường như một tình nguyện viên vào năm 2022 sau khi cuộc xung đột Ukraine bắt đầu. Cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR Igor Kimakovsky cho biết quân đội Ukraine đang phải chịu thất bại hoàn toàn trên toàn bộ tiền tuyến và các đơn vị của họ đang tiếp tục rút lui. Ông cũng bổ sung rằng việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine không làm thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Liên quan đến đơn vị Akhmat, RIA Novosti trước đó đưa tin Ukraine đã cử một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ đến vùng Kursk của Nga với nhiệm vụ tiêu diệt và bằng mọi cách có thể làm phức tạp công việc của lực lượng đặc biệt Akhmat, đặc biệt là các đơn vị thiết giáp và pháo binh. Trong khi đó, tạp chí Anh The Economist đưa tin quân đội Ukraine đang ngày càng cởi mở hơn với viễn cảnh nhượng bộ lãnh thổ và ngừng bắn trong bối cảnh tinh thần sa sút và áp lực gia tăng từ các lực lượng Nga. Trích dẫn các nguồn tin từ Ukraine, tạp chí này cho biết các lực lượng Nga đang tiến quân ở vùng Donbass với tốc độ chưa từng thấy kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo việc giải phóng hơn một chục khu định cư ở vùng Donetsk của Nga và vùng Kharkov của Ukraine. Những vấn đề mà quân đội Ukraine phải đối mặt trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề về nhân lực ngày càng tồi tệ, The Economist viết. Tạp chí cho biết, đã lâu không có tân binh tình nguyện, chiến dịch nghĩa vụ quân sự mới chỉ đạt được chưa đầy 2/3 mục tiêu, trích lời một quan chức Ukraine lo ngại rằng tình hình có thể trở nên không thể cứu vãn vào mùa xuân. Tờ The Economist dẫn lời một sĩ quan Ukraine cho biết những tân binh bị ép nhập ngũ thường ở độ tuổi trên 45, không khỏe mạnh và không có động lực. Tình hình chiến trường ngày càng tồi tệ cùng với những vấn đề này và trầm trọng hơn do thiếu luân chuyển được cho là đang ảnh hưởng đến tinh thần. Một sĩ quan nói với tờ The Economist rằng ngày càng ít binh sĩ sẵn sàng chiến đấu đến cùng và ít phản đối ý tưởng từ bỏ lãnh thổ.
thậm chí không còn là 50-50 nữa mà là 30-70, người này cho biết. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các sĩ quan tuyển dụng cố gắng bắt những người đàn ông Ukraine ở nơi công cộng, thường dẫn đến các cuộc đụng độ và bạo lực. Vào tháng 10, một nghị sĩ Ukraine đã cảnh báo về một cuộc đàn áp pháp lý trên mạng xã hội đối với những người tìm cách giúp đỡ nam giới trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Mặc dù Moscow tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng họ nhấn mạnh rằng họ phải chịu trách nhiệm về trên thực địa, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã loại trừ khả năng từ bỏ các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, cũng như Crimea. Một thỏa thuận hòa bình sẽ phải bao gồm các nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine. Cả 5 vùng đều gia nhập Nga sau khi bỏ phiếu trong một loạt các cuộc trưng cầu dân ý. Một cuộc thăm dò gần đây cho biết 52% người Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình, một phần trong số đó sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và cả hai tỷ lệ này đều tăng lên kể từ năm 2022 đến nay. Quân đội Ukraine có thể sử dụng các tên lửa tầm xa được phương Tây cung cấp như ATAC-MS để tấn công vùng Rostov, nơi hoạt động của nhiều cơ sở quân sự Nga. Đây là đánh giá của tờ Wall Street Journal. Theo tờ báo Mỹ, Rostov là một trong những mục tiêu lớn nhất của Ukraine. Có ít nhất 4 sân bay ở Rostov đang nằm trong tầm bắn của các tên lửa phương Tây cung cấp cho Kiev. Rostov là điểm hạ cánh của nhiều binh sĩ Nga, những người được vận chuyển bằng máy bay quân sự cỡ lớn, sau đó lên xe buýt và tiến đến các khu vực miền đông Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Do đó, theo Wall Street Journal, một cuộc tấn công vào Rostov có thể tàn phá và làm phân tán khu vực tập kết quan trọng của quân đội Nga. Hiện chưa rõ Mỹ có cách áp đặt các hạn chế đối với các loại mục tiêu hoặc khu vực mà Ukraine có thể dùng ATAC-MS để tấn công hay không. Mới đây, Mỹ được cho là đã cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATAC-MS tầm xa. Sau đó, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên bằng ATAC-MS vào một cơ sở quân sự gần thị trấn Karachev ở vùng Bryansk của Nga hôm ngày 19 tháng 11. Sau đó, Bloomberg đưa tin Ukraine cũng đã lần đầu tiên tấn công vùng cớt của Nga bằng tên lửa Storm Shadow của Anh. Các sân bay, kho đạn dược và khu huấn luyện của Nga được cho là hiện không còn an toàn sau khi các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm mục tiêu của Nga đang nằm trong tầm bắn của gian tên lửa phương Tây, vốn có sức mạnh tấn công lớn hơn rất nhiều so với các máy bay không người lái UAV mà Kiev đang sử dụng để tập kích lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ước tính khoảng 200 mục tiêu quân sự của Nga đang nằm trong tầm bắn của tên lửa ATAC-MS và Storm Shadow. Nhà phân tích Jossi Paros của ISVK cho rằng đây chỉ là một phần trong số các mục tiêu, bởi theo ông, Ukraine có thể sử dụng dữ liệu tình báo để tấn công các sở chỉ huy. Ông nói thêm, việc tiêu diệt một sở chỉ huy lữ đoàn hoặc sư đoàn có thể làm gián đoạn hoạt động trong nhiều ngày của hàng trăm binh lính Nga. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công một sân bay ở tỉnh Kursk bằng tên lửa tầm xa ATAC-MS trong đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 11. Cựu phi công quân sự Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighter Bomber cho biết, vào đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 11, Ukraine đã tấn công một sân bay ở tỉnh Kursk bằng tên lửa tầm xa ATAC-MS. Theo chuyên gia này, có 8 tên lửa được phóng đi, trong đó có 7 tên lửa bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Ông lưu ý rằng, từ lâu, Nga đã không triển khai máy bay quân sự tại sân bay này. Sáng ngày 25 tháng 11, Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexei Siminov, viết trên kênh Telegram, đêm qua, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. 7 tên lửa và 7 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên bầu trời Kursk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nhưng trong bản cập nhật mới nhất về tình hình xung đột, bộ này cho biết tổng cộng 23 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên lãnh thổ Nga. Trong đó có 8 chiếc ở Kaluga, 7 chiếc khác ở Kursk, 5 chiếc bị phá hủy ở Bryansk và 3 chiếc ở Belgorod.